Và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đồ gỗ Vương Thao. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, trong một căn biệt thự rất là đẹp của gia đình anh Tuyển và ông ở đây. Thì đây là khách hàng của chúng tôi đã là người sở hữu bộ sản phẩm rất là đẹp, bộ trồng bát mã mà chúng tôi đang ngồi ở đây. Đó. Thì chúng tôi hôm nay thì sau khi đã bàn sản phẩm thì cũng rất là muốn được có những cái cảm nhận thực tế từ anh chị khách hàng, đó là anh Tuyển. Khi mà sau khi bàn ra sản phẩm thì anh Tuyển có thể có một vài cái lời cảm nhận cho chúng tôi được không ạ? Anh cũng cảm ơn Đồ gỗ Vương Thao đã chế tác cho anh một bộ bàn ghế thực sự là rất ưng ý. Từ ngay lúc anh xuống xem sản phẩm là anh đã ưng ý tay nghề của đội thợ nhà mình rồi. Đường led các thứ là rất sắc nét và mọi người là rất cẩn thận từ những cái công vận chuyển hay là cây đặt cho anh. Anh cảm ơn Đồ gỗ Vương Thao rất nhiều. Vâng, em cảm ơn. Vâng. Và ông là người cũng lớn tuổi, ông cũng chắc ông cũng xem nhiều đồ gỗ rồi, thì cháu cũng muốn có những cảm nhận thực tế từ ông. Thì ông cũng cảm ơn các cháu là có những cái tay nghề coi như là tinh xảo, coi như là tuyệt tác đấy. Gia đình cũng rất cảm ơn. Thế thôi nhá. Rồi, tôi bắt tay ông ạ. Anh ạ. Rồi, tôi cảm ơn. Rồi, ok. Ok rồi. Giờ bạn sẽ đứng lên và giới thiệu. Vâng, cháu xin phép cháu bây giờ tự giới thiệu sản phẩm này. Thì kê vào nhà đẹp hơn ở cửa hàng của cháu. Và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình YouTube của Đồ gỗ Vương Thao. Hôm nay trong chúng tôi đang có mặt tại một không gian rất là đẹp, đứng cạnh một cái bộ bàn ghế, bộ cửu long bát mã bằng gỗ mun cao cấp, cùng có 12 món ở đây, 3 cái ghế đơn này, rồi 4 cái đơn, 1 ghế dài. Cùng với đó nằm những cái chiếc bàn rất là lớn, bệ vệ và đẹp và tuyệt tác. Cùng với đó đây là một chiếc kệ tivi bằng gỗ mun nữa, và không thể nói tới đó là những cái bức tượng. Những cái bức tượng thì là một phần rất là nhỏ cho phòng khách, thế nhưng mà nó tạo ra một cái sự tô điểm rất là lớn lao để khi mà quý vị anh chị các bác ngồi vào bộ bàn ghế này, có những người bạn, người tri kỷ, rồi có những người anh em họ hàng đến chơi là cùng ngắm những cái bông hoa rồi những cái bức tượng, thì nó có cái gì đó rất là cô đọng để mà ngồi cùng thưởng trà. Đó. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại thành phố Bắc Giang với cái bộ sản phẩm trồng bát mã này. Đây là cái băng dài này. Đấy, cái băng dài rất là lớn, có thể ngồi được khoảng 5 đến 7 người nếu mà tính cả trẻ em. Đấy. Với cái băng dài ở đây nó là một cái bức tranh rất là đẹp, 9 rồng và 8 ngựa cửu long bát mã, đúng như tên gọi của sản phẩm. Thì gồm những cái chú ngựa và những linh vật rồng thì tạo ra một cái sự uy quyền. Khi các anh chị các bác mà chơi cái bộ ghế này trong nhà thì nó là một cái biểu trưng của quyền lực và sự cao quý. Đấy. Và ở đây thưa các anh chị đó là cái ghế đơn. Tôi sẽ ngồi thử ở đây để các bác cùng xem này. Đấy. Ngồi cái đơn này cảm giác đầu tiên ngồi vào rất là thoải mái. Đấy, nếu mà các anh chị các bác là có cái đệm ở sau kê nữa thì ngồi vào rất là thích. Và thưa các anh chị, phía bên phải đây chính là 3 cái ghế đơn này, rồi cả cái bàn ở giữa. Cái mô hình khi kê bộ ghế này vào là theo hình chữ H, cho nên là kê ghế bàn sẽ đối nhau như này. Đấy. Với chiếc ghế đục rồng rất là đẹp và cao cấp thì các bác nhìn vào với cả những cái đường yếm cong sóng lượn như này thì nó tạo ra một cái sự mềm mại cũng như là một sự sang trọng nhất định cho sản phẩm. Đấy. Và chỉ riêng những sản phẩm cao cấp thì mới có. Đấy, các anh chị có thể thấy những cái bản yếm cong và vòng ra như này thì cái sản phẩm thường thì không thể có được. Bộ cửu long bát mã bằng gỗ mun. Và ở đây thì các anh chị, bộ này chúng ta đã giới thiệu rất là nhiều rồi, nhưng mà có những cái sản phẩm như này thì có thể kèm theo ở đây thì các bác ngắm thêm này. Đây là một cái bình hoa sen bằng gỗ mun, và cái bình này là cái rễ cây của gỗ cẩm lai. Nó là sản phẩm có 102 trên thị trường, bởi vì đơn giản là cái rễ cây thì không có cái rễ nào giống nhau cả, nó là như thế. Cùng với đó đây là chính là một cái bức tượng bát mã, hay còn gọi là mã đáo thành công bằng gỗ mun tiền khối, với những chú ngựa đang lẫn mình khi bay như gió, rất là đẹp và khỏe khoắn. Và ở đây là một cái bình hoa ở đây. Đây các anh chị, cái bình hoa hồng bằng gỗ mun, dùng để trang trí và tô điểm cho phòng khách. Kê ở trên cái kệ cũng đẹp, mà kê ở trên cái đôn, rồi ở trên những cái đôn cao như này cũng đẹp. Và ở đây chúng tôi có bài trí thêm một bức ngài quan Vân Trường đang hàng long ở đây. Không phải thế, trong phòng khách đó chính là một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi thì ngoài công dụng là để kê tivi, một số bác thì nếu mà không kê tivi có thể để dùng để làm decor trang trí cũng được. Đó là một cái tùy chọn cũng rất là nhiều quý vị anh chị ưa thích, bởi vì khi kê vào các bạn sẽ thấy là tất cả không gian đều gỗ mun thì trông sẽ rất là ấm áp và sang trọng. Đó. Và vừa rồi những cái thước phim rất là hay và chi tiết của chúng tôi đã quay lại cái vụ ghế mà khi đã được bàn giao từ nhà khách hàng, thì cái việc các bạn anh chị nào mà có quan tâm hãy nhắn tin gọi điện chúng tôi hoặc lên trực tiếp kênh YouTube của Đồ gỗ Vương Thao chúng tôi để có thể chiêm ngưỡng và xem được thêm nhiều những sản phẩm khác đẹp và đẳng cấp như thế này. Xin chào quý vị khán giả. Và các anh chị các bác làm ở Bắc Giang thì có thể qua có thể thưởng thức thực tế các sản phẩm đẹp như này. Thì cảm ơn quý vị anh chị. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.